chung trường và cũng cả ở giáo chung trường cả ngày và những ngày hôm nay thì hôm nay tôi đang tiếp giáo con trên đây tạm biệt lớp 12. Xin chào mọi trường nói, xin chào tất cả các bạn học sinh tôi nói tới, xin chào tất cả thầy cô trên con được nói và đời này cảm ơn tất cả mọi người trên cái thuyết mơ con được đời ngày xưa khi còn thơ bé thì tôi càng mong mình lớn nhanh các thấy như một cơn gió thì sẽ khiến như trường thất xoa quên đi quẩn đã như một cái bài tôi đã nhận thấy mình đã có một cái nhìn thế này cho một ngày dài tôi xuống đường trở về tiếng ức tuổi thơ ngày hôm qua tôi bắt đầu trở về thì con thích ngủ cho lan nhà tôi bắt đầu trở về thì con ấy áp tay mẹ cha nên tôi xin đầu trở về trở về phía đâu là nhà nói đúng nếu không học thì sẽ cuộc đời tôi bất xó. Cảm ơn bạn.